Xin chào mừng tất cả các anh chị đến với chương trình đào tạo cơ bản của công ty Quay Việt Nam. Chương trình này được xây dựng để đào tạo và cấp chứng chỉ theo mẫu của Bộ Công Thương, được quy định tại khoảng 8 điều 3, Nghị định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp số 42-2014 NDCP của Chính phủ. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Võ Nguyễn Duy Hiến, quản lý kinh doanh của công ty Quay Việt Nam, đã được cấp chứng chỉ đào tạo theo mẫu của Bộ Công Thương số 0134-2014, được cấp ngày 30 tháng 12-2014. năm và một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị đã lựa chọn đúng đối tác để khởi nghiệp kinh doanh kính thưa các anh chị kinh doanh trực tiếp đang là xu hướng trên toàn cầu mô hình kinh doanh truyền thống và mô hình kinh doanh trực tiếp sẽ có những sự khác biệt đáng kể mô hình kinh doanh truyền thống thì sản phẩm sẽ từ nhà sản xuất qua các kênh như tổng đại lý đại lý khu vực bán buôn bán lẻ mới đến tay người tiêu dùng và qua mỗi khâu như vậy thì giá của sản phẩm sẽ được nâng lên vì phải tốn tiền về chi phí thuê mặt bằng, chi phí quản lý, quảng cáo, marketing, vân vân. Tuy nhiên, đối với lại mô hình kinh doanh trực tiếp thì sản phẩm sẽ từ nhà sản xuất thông qua nhà phân phối sẽ đến tay người tiêu dùng vì chúng ta chỉ qua một kênh đó chính là các anh chị nhà phân phối do đó chúng ta sẽ giảm thiểu được chi phí về quảng cáo, về phí quản lý, về phí thuê mặt bằng do đó khoảng chi lệch về chi phí này chính là tiền hoa hồng được các công ty bán hàng trực tiếp chi trả cho tất cả các anh chị nhà phân phối. Và câu hỏi đặt ra trong việc lựa chọn đối tác, tại sao chúng ta phải chọn Amway và trong ngành bán hàng trực tiếp, vị thế của Amway như thế nào? Kính thưa các anh chị, tập đoàn Amway được sáng lập và điều hành bởi ngài Richard DeVos và Jay Van Andel từ năm 1959. Trải qua hơn 50 năm Amway là công ty dẫn đầu trong ngành bán hàng trực tiếp trên toàn thế giới Và là một đối tác đáng tin cậy trong việc kinh doanh Nguồn được trích dẫn từ bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bán hàng trực tiếp lớn nhất năm 2014 Đến năm 1979, nhà đồng sáng lập Jay Van Andel được bầu chọn làm Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Trên hình ảnh của các anh chị là trụ sở chính của Amway tại Ada, Michigan, Hoa Kỳ Tới thời điểm này, Amway đã có mặt tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ doanh thu năm 2013 của Amway đạt 11,8 tỷ đô la và là vị trí số 1 trong ngành. Năm 2013, Amway trả thưởng 4 tỷ đô la Mỹ cho tất cả các anh chị nhà phân phối trên toàn cầu. Và đến ngày hôm nay, tập đoàn Amway đã sở hữu 75 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới với sự hoạt động của hơn 900 nhà khoa học. Đồng thời, tập đoàn còn sở hữu 1.000 bằng sáng chế và hơn 800 bằng sáng chế đang chờ cấp. Bên cạnh đó, tập đoàn còn có 21.000 nhân viên hoạt động tích cực để hỗ trợ cho 3 triệu nhà phân phối trên toàn thế giới. Tập đoàn Amway không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh mà còn hướng đến các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội. Từ năm 2003, chiến dịch quanh bay quanh trên toàn cầu đã đóng góp 250 triệu đô la Mỹ để giúp đỡ cho hơn 12 triệu trẻ em trên toàn thế giới. Ngoài ra, Chiến dịch quanh bay quanh tại Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2015 đã đóng góp trên 18,4 tỷ Việt Nam đồng để giúp đỡ cho hơn 9.850 trẻ em trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta vừa đi qua một số thông tin của tập đoàn Amway trên toàn cầu. Và tại Việt Nam, Amway đã đầu tư như thế nào? Được hình thành và phát triển từ năm 2008 đến nay, Amway Việt Nam đã có một hệ thống cơ sở vật chất kiên cố để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Tới thời điểm này, Amway đã có 12 trung tâm phân phối trải dài khắp đất nước Việt Nam, có 68 điểm giao hàng, 3 trung tâm huấn luyện và hai nhà máy. Nhà máy thứ nhất được đặt tại khu công nghiệp Amata Biên Hòa Đồng Nai và nhà máy thứ hai được đặt tại Bình Dương. Amway sở hữu những dòng sản phẩm chất lượng, sản phẩm là cốt lõi của hoạt động kinh doanh và cũng là niềm tự hào của tập đoàn. Amway cam kết luôn cung cấp cho tất cả các anh chị nhà phân phối và người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Tập đoàn Anway sản xuất hơn 450 sản phẩm và phân phối 6.500 sản phẩm cao cấp khác. Và Anway là tập đoàn có thị trường lớn nhất trong ngành trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Anway cung ứng 4 dòng sản phẩm chính, đó chính là Artistry, Nutrilite, Anway hơn và Personal Care. Để tồn tại và phát triển bền vững từ năm 1959 đến nay, Anway đã xây dựng hoạt động kinh doanh xoay quanh 4 nguyên tắc cơ bản, đó chính là tự do lựa chọn, gia đình, tưởng thưởng và hy vọng. Bên cạnh 4 nguyên tắc cơ bản, Anway còn có 6 giá trị cốt lõi, chính các giá trị này đã củng cố thêm cho sự phát triển của tập đoàn cũng như của các anh chị nhà phân phối. 6 giá trị cốt lõi đó chính là sự cộng tác, liêm chính, thành tích, trách nhiệm cá nhân, phát triển bản thân, doanh nghiệp tự do. Anway có chương trình trả thưởng vô cùng công bằng, minh bạch và dựa trên sự cố gắng nỗ lực của tất cả các anh chị nhà phân phối. Và chương trình trả thưởng này bao gồm 10 loại hoa hồng và chia làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm hoa hồng hàng tháng, nhóm thứ hai là hoa hồng hàng năm. Khi bắt đầu hoặc xây dựng hoạt động kinh doanh, tiêu dùng cá nhân của các anh chị là 100 PV tương đương với lại 2,52 triệu đồng thì lợi nhuận bán lẻ 15% của các anh chị tương đương với số tiền khoảng 378.000 đồng. Sang ví dụ thứ hai, nếu chúng ta tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên việc bán hàng, bảo trợ, chăm sóc khách hàng và các anh chị tuyển dụng được 5 người mới giống như các anh chị thì có nghĩa là lúc này nhóm của chúng ta đã có 6 người doanh số nhóm của chúng ta tương đương với 15,12 triệu đồng thì các anh chị đã đạt được thành tích 6%. Và khi đạt được thành tích 6%, lợi nhuận bán lẻ của chúng ta tương đương với số tiền 378.000 đồng và hoa hồng thành tích tương đương với số tiền 907.000 đồng. Vậy tổng thu nhập trong tháng đó các anh chị nhận được là 1.285.200 đồng. Và đây chỉ là ví dụ minh họa. Sang ví dụ thứ ba Nếu chúng ta tiếp tục mở rộng hệ thống nhà phân phối với nhóm 26 người và doanh số nhóm của chúng ta vào cuối tháng là 65,52 triệu đồng thì các anh chị đạt thành tích 12% và khi đạt thành tích 12% lợi nhuận bán lẻ của anh chị nhận được là 378.000 đồng hoa hồng thành tích cá nhân là 302.000 đồng và hoa hồng thành tích trên lệch là 3.931.000 đồng vậy tổng thu nhập trong tháng đó các anh chị nhận được là 4.611.600 đồng đây là ví dụ minh họa Bên cạnh 10 loại hoa hồng các anh chị nhận được thì trong tập đoàn Amway chúng ta còn có các chuyến du lịch tưởng thưởng để tưởng thưởng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đã cố gắng, đã nỗ lực, đã đạt được những thành công của riêng mình. Thông qua Amway các anh chị sẽ cùng đội nhóm để đi trải nghiệm vòng quanh thế giới với những chuyến du lịch vô cùng ấn tượng và vô cùng đẳng cấp. Cơ sở pháp lý của ngành bán hàng trực tiếp tại thị trường Việt Nam Theo Nghị định số 42-2014 NDCP của Chính phủ ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Thông tư 24-2014 TT-BCB của Bộ Công Thương ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42-2014 NDCB của Chính phủ. Nghị định số 71-2014 NDCB của Chính phủ ngày 21 tháng 7 2014 quy định chi tiết về luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Theo điều 3 của Nghị định 42, kinh doanh theo phương thức đa cấp, hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia bao gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng. Kinh doanh theo mô hình kim tự tháp, việc tiến hành hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó thu nhập của người tham gia xuất phát chủ yếu từ việc tuyển dụng người tham gia mới, gia hạn hợp đồng của người đã tham gia, phí tiền đặt cọc hoặc khoản đầu tư của người tham gia trong mạng lưới. Những hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp được quy định tại điều 4 Nghị định số 42. Hàng hóa thuộc những danh mục sau đây cấm hạn chế kinh doanh đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp, thuốc, trang thiết bị y tế, thuốc thú y bao gồm cả thuốc thú y hải sản, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, phép phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, hóa chất sản phẩm có hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm của doanh nghiệp được quy định tại Điều 22 Nghị định 42 các doanh nghiệp phải có trách nhiệm công bố công khai trụ sở và cung cấp các tài liệu liên quan cho người tham gia, thường xuyên giám sát và chịu trách nhiệm về hoạt động của người tham gia, phải đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo hành hầu mãi cho hàng hóa và doanh nghiệp phải đảm bảo tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp. Ngoài ra, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, đảm bảo tính trung thực và độ chính xác của các thông tin cung cấp quản lý người tham gia qua hệ thống thẻ thành viên thông báo những hàng hóa không mua lại trước khi người tham gia mua hàng và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người tham gia cũng được quy định rất rõ tại Điều 23 của Nghị định 42. Khi xây dựng hoạt động kinh doanh, nhà phân phối phải xuất trình thẻ trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị bán hàng, cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hàng hóa khi bảo trợ cho người khác, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hoạt động và chương trình trả thưởng, và nhà phân phối phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp không tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các anh chị nhà phân phối còn phải chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Quy định về việc đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp được quy định tại điều 12 của thông tư 24. Sau khi ký hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo theo mẫu cho người tham gia bán hàng đa cấp theo chương trình đào tạo cơ bản đã được Cục Quản lý Cạnh tranh xác nhận và giao lại cho doanh nghiệp theo quy định. Khi có thay đổi liên quan, doanh nghiệp phải có trách nhiệm cập nhật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các thay đổi trong chương trình đào tạo cơ bản được Cục Quản lý Cạnh tranh xác nhận. Ngoài ra, một số hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 36 của Nghị định 71 sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng tùy mỗi hành vi vi phạm tương ứng có thể kèm một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Bên cạnh các nghị định và thông tư được quy định trong văn bản pháp luật thì ăn quay còn có bộ quy tắc ứng xử nhằm mục đích phù hợp và tuân thủ các quy định về bán hàng đa cấp, xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững, đảm bảo sân chơi bình đẳng, hoạt động kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm, bảo vệ xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và lâu dài cho tất cả nhà phân phối đảm bảo tính công bằng trong chương trình bán hàng. Các quy tắc ứng xử này được thể hiện rất rõ trong cuốn cẩm nang kinh doanh. Bên cạnh đó, 10 điều nghiêm cấm được ghi cụ thể như sau. Khi tham gia hoạt động kinh doanh với Amway Việt Nam, nhằm đảm bảo sân chơi bình đẳng và xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh lâu dài phát triển bền vững tại Amway Việt Nam, nhà phân phối cần tuân thủ 10 điều nghiêm cấm với nội dung cụ thể như sau. Một không được trình bày sai lệch về cơ hội kinh doanh Amway hoặc nói khác đi về chương trình bán hàng của Amway rằng thành công có thể đạt được mà không cần phải nỗ lực nhiều. 2. Không được trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra các tuyên bố thổi phòng về thu nhập, tiềm năng hoặc về sản phẩm cũng như các thông tin chính thức từ Amway Việt Nam. 3. Không được tổ chức các hoạt động huấn luyện, hội họp mà vi phạm pháp luật Việt Nam và quy tắc ứng xử của Amway hoặc gây mất trật tự và an ninh xã hội. 4. Không được đề cập và bình luận về chính trị, tôn giáo hoặc các niềm tin cá nhân. 5. Không được đưa ra những bình luận và so sánh gây ảnh hưởng không tốt đến các công ty khác hoặc các sản phẩm của công ty đối thủ cạnh tranh. 6. Không được hạ giá bán dưới mức giá bán khách hàng hoặc giá bán sản phẩm tại các điểm bán lẻ. Quảng cáo trên mạng phát tờ rơi, quảng cáo hoặc các quảng cáo trên báo chí. 7. Không được sử dụng nhà phân phối khác đầu tư mua dự trữ hàng hóa với số lượng lớn nhằm mục đích đạt được sự tưởng thưởng hoặc danh hiệu. 8. Không được yêu cầu ứng viên tiềm năng mua sản phẩm hoặc trữ hàng hóa như là điều kiện để trở thành nhà phân phối. 9. Không được phát triển đội nhóm kinh doanh dưới hình thức gây ảnh hưởng không tốt đến tuyến khác hoặc thần tượng hóa một cá nhân nào đó. Người không được yêu cầu các nhà phân phối khác phải trả các chi phí hoặc mua một lượng lớn hàng hóa nhất định như là một điều kiện để được tham gia huấn luyện, hội thảo, sự kiện hoặc các hoạt động tương tự. Lưu ý, ngoài những quy định trên, các nhà phân phối phải chấp hành nghiêm túc những hướng dẫn, thủ tục và chính sách được nêu trong quy tắc ứng xử của Amway và các quy định liên quan đến luật pháp Việt Nam. Khi trở thành nhà phân phối của công ty Amway, chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng với thành công của bạn thông qua lộ trình huấn luyện. Trước khi trở thành nhà phân phối của công ty Amway, các ứng viên phải trải qua lớp đào tạo cơ bản. Và sau khi trải qua lớp đào tạo cơ bản này, các anh chị sẽ được cấp chứng chỉ theo mẫu của Bộ Công Thương và nhận thẻ là thành viên nhà phân phối. Và sau khi đã trở thành nhà phân phối rồi, các anh chị được tham gia tất cả các lớp huấn luyện mà công ty tổ chức. Đó chính là các lớp cung cấp các kiến thức về sản phẩm về kiến thức kinh doanh để các anh chị có thể ra ngoài thị trường để trở thành một nhà phân phối độc lập và khi đạt được những nấc thang thành công các anh chị sẽ được tham gia các lớp huấn luyện lãnh đạo đặc biệt dành cho silver gold platinum emerald và diamond bên cạnh đó các anh chị còn có cơ hội để trở thành những giảng viên cộng tác xin chúc mừng các anh chị vừa hoàn thành lớp học đào tạo cơ bản của công ty amway việt nam chúng tôi tin rằng các anh chị sẽ đạt được những ước mơ của mình thông qua cơ hội kinh doanh này cơ hội này dành cho tất cả mọi người amway được xây dựng dựa trên khát khao của những người muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ của mình